Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện bà tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời xong quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Anh phẻ em lại nhớ anh nữa vui, vui vui vui. Đọc cái tin nhắn mà sướng rưng cả người. Anh phẻ em nhớ ăn trưa nhé. Không có ai đâu, đứng vô. À, dạ em chào anh. À, chào người đẹp. À, dạ à, mấy hôm nay em thấy anh ốm quá cho nên là em mua gà tiền thuốc bắc cho anh á. Em ác với anh lắm nghe. Dạ. Một ngày đã bắt anh uống 2 lít sữa đậu nành để ém xuống rồi. Bây giờ lại cho ăn gà ác, nó lại dâng lên. Dạ thôi anh ăn đi cho nóng nha. Ờ, để đó đi. Dạ. Anh chưa đói, lát anh ăn. Dạ. Thôi cũng trưa rồi, em đi ăn cơm trưa đi. Dạ. À, gì em? Ai vậy anh? Ấy, đối tác làm ăn. Là phụ nữ hả anh? À không, con người. Ý em hỏi đối tác của anh á là trai hay là gái? Ở giữa. Em làm gì em nhìn anh kìa? Tại vì em nghe xung quanh đây á có cái mùi dối trá. Nói kỳ cục. Dối trá gì đâu, dối trá. Sao tự nhiên nói vậy? Anh có người khác đúng không? Ăn nói bậy bạ. Người khác đâu người khác. Tại vì thời gian gần đây anh bận quá nhiều việc cho nên cũng hơi lơ là với em. Thì xong qua cái thời gian này đi, anh lại chăm sóc quan tâm em như cũ ha. Anh bận chuyện khác chứ gì. Chuyện gì nữa? Tại em thấy gần đây anh lơ là với em quá trời. Nè, em phải tin tưởng vô anh. Trong tình cảm anh rất là rõ ràng. Anh không quen Mộng Phát nữa. Anh mới quen tới em. Chứ anh không bao giờ mà một lúc mà quen hai người như vậy. Thiệt không? Em có tin anh không? Anh chỉ có một mình em thôi. Anh thề. Mặn quá, nãy dính bụi. Xàm xàm. Dối trá. Chị làm gì chị nhìn em bằng con mắt đó vậy? Giờ cho em lên công ty chưa? Nói vậy chị, nhanh. Từ bữa tới giờ em với sếp đang âm mưu chuyện gì sau lưng tụi chị? Hả? Nói cái gì? Ý chị hỏi vậy là sao? Là sao hả? Em có thái độ của em kìa. Rụt rè nói chuyện không dám nhìn thẳng vô mắt chị nè. Chuyện gì? Nhanh lên. Thì có chuyện gì đâu. Em gặp sếp rồi em bàn mấy cái bộ sưu tập sắp tới. Ví dụ như là mong manh, bức tường, trên tranh, rồi hoa cỏ. Nói xạo hả? Bây giờ á, sếp trả cho em bao nhiêu, chị sẽ trả cho em gấp đôi. Sao? Hợp tác với chị không? Chị suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Suy nghĩ nhiều quá hả? À, ừ rồi, suy nghĩ nhiều. Vậy chứ cái này á, có phải là em làm không? Cái này là cái gì? Cái này đâu phải em, đâu có liên quan gì tới em đâu. Cái này người ta đánh máy mà. Cái gì mà tiễn người yêu 20 đến 30 tuổi gì này không có liên quan tới em. Không liên quan tới em à? Mà chị ngộ quá à. Làm gì ngộ? Thì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Em cũng vậy, sếp Thịnh cũng vậy thôi. Ừ, thì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc. Chị đâu có cấm cản gì đâu. Nhưng mà nghĩ sao á,
buông lời ông bướm với chị lên nó bích cho đã đời, rồi bây giờ đi kén vợ, mà chưa kể nữa hả, ở trong công ty á, hai đứa không có biết cái khỉ gì hết trơn, trời, nguyên chung cư biết hết nè, tức không? Ủa chị nói là sếp buông lời ông bấm với chị với Lena Bích luôn hả? Ừ. Làm bí mật chị Lena Bích. Nè nè biết gì chưa, chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảm người, ok. Anh đeo cho em nha, thế vào dạ. Cái cọng thòng lọng đen thui kia. Dạ, thôi, không đâu, em không nhận cái này được. Ủa sao vậy? Em không thích nó hả? Dạ, không phải, em rất thích sợi dây chuyền này. Ừ, thì đeo đi. Nhưng mà em không nhận được. Trời, ủa sao vậy? Chuyện gì? Dạ. Tại sao em không nhận được? Những thứ món quà tinh thần như thế này, giống như bó bông này nè, anh tặng em thì em có thể nhận được. Còn cái này? Cái này giá trị lớn thì em không nhận được. Ôi, Trúc anh ơi, anh thật là thích em rồi đó nghe. Anh đã quen biết bao nhiêu cô, Trúc Lan, Mai Đào, Huệ. Anh chưa kịp nói là những cô ấy đã giật đeo vô rồi. Nhiều khi còn giật lộn đồ của anh đeo vô nữa. Để anh đeo cho em nha. Dạ thôi. Sao vậy? Em á, là em chỉ muốn anh dành tình cảm, tình yêu của anh cho em thôi. Còn những thứ như thế này á, thì em có thể lo được. Cái này có đáng gì đâu em. Dạ không nhận phải đi. Em á, là em muốn hạnh phúc của chúng mình xây dựng bằng tình yêu, tình cảm sâu đậm. Còn xây dựng như thế này thì em không muốn. Trúc anh ơi, định mệnh đã đem đến em cho anh. Em xuống trái đất này là dành riêng cho anh. Vậy thôi, khi nào thích thì em cứ nói nghe. Bây giờ cũng tối rồi, anh mời em đi ăn nhé. Mời em đi ăn. Một bờ vai để dựa dẫm. Đây, nước đây, nước đây. Nhanh đi. Từ nước ta tới liền. Ừ. Nhưng mà nó nghe nha. Hả? Nói nào nghe nha. Mấy bữa nay luôn á, em thấy hai chị hành tung rất là bí ẩn nha. Lúc nào cũng xuất hiện kế bên nhau, rồi chưa nói là rù rì rủ rỉ, nói to nói nhỏ, tỏ vẻ rất là bí hiểm, nghi ngờ lắm nha. Em nói gì vậy? Nó nói gì vậy? Nghĩ sao vậy? Hai chị em làm chung công ty, làm chung văn phòng thì lúc nào cũng đi chung nhau là chuyện bình thường mà. Trời ơi, mà cái gì đâu mà rù rì rủ rỉ là làm sao? Thì bây giờ nghỉ trưa mệt quá, đi ra ngồi uống nước thôi. Đi uống nước mà mày cũng không cho tụi tao nói chuyện. Em á, dạo này em đa đoan lắm, coi phim nhiều lắm đúng không? Cái phim những cái trinh thám mà cái gì này nọ kiểu này đúng không? Không coi phim thì cũng có coi phim, nhưng không phải em đa đoan đâu. Mấy chị đáng nghi ngờ thiệt chứ bộ. Nghi ngờ gì? Em gì đâu nghi ngờ. Em lạ kỳ mà em nhiều chuyện lắm, là làm không ra làm. Chị Mét, chị Mét anh Từ đuổi việc. Thôi thôi được rồi. Thôi được rồi, mấy chị cứ nói chuyện với nhau tiếp đi. Em không có cần phải gì nhiều, có gì em sẽ đi nói với chú Cường Thịnh. Nói cái gì? Mày nói gì? Thì nói là hai chị có hành tung bí ẩn. Gì? Nè nha, chị nói nha. Em mà không tập trung vô làm việc là chị sẽ mét với anh Tư thiệt, chứ thì không hù nữa nha. Ha ha, vậy ngồi nói chuyện đi, nói chuyện đi. Em đi vô em làm việc tiếp. Thôi thôi, em đi vô nhà luôn cho hai chị yên tâm ha. Hai đi vô nhà nha. Rồi đi. Nói gì nói đi. Ủa, làm sao đó? Tiếp đi chị, kể nó. Em thấy con Trúc Anh nó làm sao? Em thấy nó bình thường mà chị. Nó cũng làm theo sự hướng dẫn của hai chị em mình mà. Đúng, đúng là nó làm theo sự hướng dẫn của hai chị em mình. Nhưng mà chị thấy cái con nhỏ này á, nó có một cái âm mưu gì đó nó ghê gớm hơn nữa kìa em. Là âm mưu gì chị? Dạo gần đây á, có phải là nó làm theo cái chỉ thị của hai chị em mình đúng không? Dạ. Nhưng bên cạnh đó chị thấy có một số cái động thái gì nó kỳ quặc lắm. Em nghĩ đi, nó làm theo hai chị em mình vì cái gì? Tiền. Tiền đúng không? Cái số tiền mà mình đưa cho nó dạ, không bằng một gấp nhỏ số tiền của anh Cường Thịnh đúng không? Vậy thì 32.000 chị. Cái gì vậy Út Hiền? À, ai kêu tính tiền? Thì mới nghe cái gì tiền tiền đó mà. Trời ơi, em ở tiết ở trong luôn mà em
em nghe cái gì mà tiền tiền luôn á hả? Không có, tại cha sinh mẹ để em nhảy với đồng tiền lắm. Em cứ nghe ai nói tới tiền là nhỏ cỡ nào cũng đi vô liền. Chị chưa kêu tính tiền. Chị chưa hả? Chưa. Ai đuổi khách đúng không? Vậy không đi ra quán khác, đi quán khác. Không có, không có. Xin lỗi hai chị, nói tiếp đi, em vô cho hai chị yên tâm nha. Nha. Nói tiếp đi, nói tiếp đi. Sao đâu á? Chổng luôn nha. Không. Cậy nó chị. Không. Đúng rồi. Nó sẽ quyến rũ anh Cường Thịnh. Nó sẽ quyến rũ anh Cường Thịnh. Xong rồi nó lấy được tình cảm của anh Cường Thịnh thì lúc đó một cái tài sản kết xù sẽ nằm trong tay của nó. Đó. Thôi, giống như hai chị em mình đang vẽ đường cho hưu chạy vậy đó. Có muốn không? Bây giờ phải làm sao chị? Em gọi điện thoại cho nó, hẹn nó ra đây. Mình phải chặn đầu nó trước. Mình phải dằn mặt nó. Đúng. Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảm người. Ok. Tôi trả lại hai chị số tiền này. Rồi. Lý do gì mà cô trả tiền lại cho tụi tôi vậy? Thì ban đầu á, hai chị thuê tôi quyến rũ anh Cường Thịnh. Ừ. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc với ảnh á, thì ảnh làm trái tim của tôi rung động. Tôi muốn yêu ảnh bằng một tình yêu chân thật và lãng mạn. Nè, ảnh làm cô rung động hay là tiền của ảnh làm cô rung động? Khoan 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 em, khoan em. Cái gì? Cô nói gì? À, chân thật và lãng mạn hả? Trời, tôi không tin luôn á. Không tin là phát ra từ cái miệng của cô luôn á. Trời ơi, cô nghĩ sao vậy? Cô á là cái cô gái mà chuyên làm tan nát sự nghiệp biết bao nhiêu người đàn ông. Bởi vậy á, chị em tụi tôi mới thuê cô nè ha. Nghĩ làm sao mà tình yêu chân thành ở đây? Tôi nói cho cô biết nghe chưa? Bây giờ một là cô hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn hai là cô phải rút lui đi. Không thôi á, tụi tôi vạch mặt cô ra đó. Chị nghĩ sao vậy? Nghĩ gì? Cho tới thời điểm bây giờ á, thì tôi vẫn là người đang cầm chịch. Ôi trời ơi, tôi xin lỗi cô nha. Không biết á, là anh Cường Thịnh là tin cô hay là tin hai chị em tụi tôi à? Ồ, vậy hả? À. Nếu mà như vậy á, thì ban đầu hai chị đâu có cần phải thuê tôi để quyến rũ ảnh. Nè, cô không biết là cô đang giỡn mặt với ai đâu nha. Ủa, chị đang dọa tôi đó hả? Không dọa, mà tôi tạo cho cô cơ hội để kiếm tiền được, thì tôi tước cơ hội của cô được. Tôi cũng đang ngồi chờ đây nè. Cô đừng có thách thức tôi. Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, ông Tám quá thông minh, lối sống quá văn minh. Có điều hơi đau đầu nhất óc, hình như cái chuyện mới xảy ra. Tại sao cô bé cứ ngồi khóc? Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảm người. Ok.